chuyện ma thứ hai ma xuống thang gác tối hôm ấy trăng sáng chúng tôi tất cả có tám người họp nhau ở nhà anh đình một cái nhà gạch hai tầng ở gần vùng quê chung quanh toàn ruộng vườn mênh mông những ao chuông đang lấp dở nhà này ngoảnh mặt ra con đường đá nhỏ bên kia đường là một dạng dâu cằn cỗi sau vườn dâu có một nhà lá lụp sụp vắng vẻ nhưng không bao giờ có người Chỗ nào cũng bỏ hoang Cả đến cái nhà chúng tôi đang họp cũng vậy Anh Đình thì chỉ ở trên gác Tầng dưới không có ai thuê Nếu chúng tôi không kê lại cái phản Gãy chân Với đem mấy cái bàn ghế của anh Đình xuống dưới Thì không có chỗ mà ngồi Một cái đèn vách treo trên tường Lại phải thêm hai cây nến nữa Mới đủ sáng Lúc ấy đã 10 rưỡi rồi Cửa ngoài, cửa sổ Hai bên đều khép Chỉ để ngỏ cái cửa sổ trông vào sân sau các bạn tôi thì nằm ngổn ngang trên cái phản kê sát bức vách trong. Tôi ngồi vẽ ở một đầu bàn. Phi Nga ở đầu bàn bên kia thì mãi đánh phấn thoa son trước cái gương để cạnh một cây nến. Tôi nói rằng, đã khuya rồi mà còn làm đỏ mãi vậy. Phi Nga mỉm cười yên lặng ngắm phút. Bỗng dưng anh Duyệt đến sau lưng, ôm choàng lấy cô ả, à, bế lên một nơi, nói văn vẻ. Em ơi, Phi Nga yêu quý ơi, Đêm trăng thanh gió mát Trời đất chứa chan bầu không khí ân ái Em có thấu cho lòng anh chăng Có thấu cho lòng khao khát bấy nay Em có thương đến Các anh kia chống tay ngồi dậy xem Phi Nga vùng dậy chạy đến bám lấy tôi Giọng nói làm ra bộ năn nỉ Khổ quá Anh để cho đứa thô tục kia phạm đến em như thế à Em chỉ yêu anh thôi Rồi ngoảnh lại bảo duyệt Tôi không yêu anh Tôi chỉ yêu người tình họa sĩ của tôi thôi anh tầm thường lắm Cả bọn phá lên cười Tôi vuốt ve phi nga Duyệt nắm tay chống sườn Đứng trợn mắt Mắm miệng một cách khôi hài trước mặt chúng tôi Cửa bỗng mở toang Là mọi người trông ra Anh Đình với bóng trăng cùng chạy vào một lượt Đình đang ở đâu Mang về gói bánh tây Bánh dày bánh tẻ Với giỏ chả Anh ta đem phân phát mỗi người mấy cái Rồi cùng ngồi ăn Tôi vừa nhai bánh dày vừa nói này thôi chúng ta đừng nô đùa nữa ăn rồi ngủ sớm đi để tối mai mà thức còn cô này nữa bỏ quần áo ra rửa mặt đi ngày mai tập hợp lại một lần sau cùng tối mai khai diễn rồi đấy vì tối hôm sau là tối diễn vở kịch của chúng tôi thực vở kịch ấy tôi vừa soạn ra vừa làm người xếp đặt chỉ bảo phi ngà đây tức là một anh bạn cũ người nhỏ nhắn nên đóng một vai thiếu nữ Hai anh Trường và Đức đóng vai con gái, nhưng bỏ cả lốt ra rồi. Chúng tôi mượn được nhà anh Đình tập diễn đã 8-9 ngày, hôm đó tập khuya hơn cả. Chả anh nào buồn ngủ vội, cái vui vẻ của sự đồng lòng làm cho các bạn tôi thức tỉnh cùng nhau, bàn đến lối giàn cảnh và đã trông thấy trước cái kết quả hôm sau. Anh Tú là người đóng vai Phi Nga tuyệt khéo, tiếng nói mềm dẻo, mềm mại. Mà lúc ăn mặc đàn bà vào Trông đáng yêu lắm Nhưng anh ta phải cái tính trẻ con Là sau khi tập diễn Thường để nguyên quần áo vai kịch mà diễn Đi diễu ở ngoài đường Có bận anh ta cả gan lên các phố đông Gặp chàng công tử nào cũng liếc Tôi đã phải nhiều lần khẽ bảo rằng Này đừng có đú đờn mãi Không lại được nếm mùi cơm nhà pha đấy Phi ngà bĩu môi Mắt thánh cũng không biết được tôi là giả gái đâu Hôm ấy anh Tú trong bộ quần áo phi Nga Nhất định đòi ra với tôi Tôi giảng giải thế nào cũng không nghe Đã toàn làm mặt giận Nhưng đối với anh ta trong lúc ăn mặc Một cách óng ả yêu kiều thế kia Thì lại không nỡ Sau nghĩ được một kế Tôi biết chỗ yếu của anh Tú Liền bấm anh Đình kể câu chuyện quái gở Ở nhà này cho Tú nghe Chuyện này chỉ có Đình là người ở đây Với tôi biết Đình uống nước rồi nói Này anh Tú ạ à, nhà này có ma đấy nếu anh muốn ra một mình rồi tìm chỗ nào mà ngủ chứ đừng về đây về thế nào cũng bị ma nó nhát đấy anh tú sợ ma lắm nhưng lại rất thích chuyện ma thấy thế liền ngồi lại hỏi có thực không có đời nào anh thấy tôi nói dối chưa các anh khác cũng hỏi đình nhà này thực có ma à thế sao anh ở được anh đình đáp để tôi kể các anh nghe Nhà này là của ông chú họ tôi làm Để cho thuê được hơn 10 năm nay Khi người ở thuê sau cùng dọn đi Chú tôi định chữa lại cái cầu thang ngoài cửa Với cái buồng dưới trong này Bởi thế không ai đến ở vội Hồi ấy Đang lấp một cái đầm ở bên cạnh Và định làm thêm mấy cái gian nữa Để cho thuê Bỗng một hôm có một tên ăn trộm Phải án nhiều lần Bị người ta tóm được gần đây Không biết lừa thế nào Mà vùng khỏi tay mấy người đội xếp bọn cảnh sát chia ra các ngã đuổi thì nó chạy về con đường này rồi túng thế phải chạy vào đây trốn nó lên ngay trên gác vì cửa thang gác trông ra đường vẫn mở và chừng như nó biết là vẫn bỏ không nhưng bọn cảnh sát trông hút thấy họ liền ào đến đập cửa thình thình sau họ phải nậy những tấm ván bưng ở cầu thang ra mới có lối lên gác ngoài nhà không có ai buồng trong đóng chặt họ hết sức phá được cánh cửa thấy tên ăn trộm đã thắt cổ bằng cái dây thừng buộc lên xà nhà từ hôm đó trở đi những người thợ nề ngủ đêm ở đây thường bị hồn thằng ăn trộm hiện lên nhát đấy họ thấy một người quần áo nâu suốt đêm đi đi lại lại trên sàn gác rồi lại đứng lên trên đầu họ hàng giờ họ nói với chú tôi chú tôi đến ngủ cũng thấy y như vậy sao phải bỏ giờ các việc sửa chữa và để không gian nhà trong ít lâu đấy Hồi ấy tôi ở trọ một nhà trên phố Vừa tốn kém Vừa ăn ở không được yên tĩnh Tôi nghe thấy hết chuyện Mới xin chú tôi cho tôi dọn xuống đây Thì ông ưng Nhưng nhiều người cho tôi là điên cuồng Tôi chẳng nghe ai hết Tôi không tin những điều tôi vẫn cho là huyễn hoặc ấy Mà dẫu có ma quỷ thật chăng nữa Thì nó làm gì được mình Tôi nghĩ thế Nên cứ đem giường, bàn, hòm giường đến đây Ở cùng với thằng Ngô Là một đứa đầy tớ dở hơi nhưng được cái nó chẳng sợ gì cả Bây giờ nó về quê rồi Tôi vẫn phải cố chờ nó ra Không mượn được ai thay nó Tối hôm đầu ở nhà này Kể cũng không phải là một đêm tối êm đềm hẳn Tôi khêu to ngọn đèn nằm đọc sách Cho không gian nhà trên gác Kéo chăn lên tận cổ Vì hồi ấy mùa đông Quyển sách tôi đọc là một thứ sách khoa học lý luận Phải nói thế để cho các anh biết rằng tôi có ý tìm những cảm giác có thể phản lại cái lòng hồi hộp phảng phất của tôi lúc bấy giờ thì ra chính vì cái chú ý kia làm chứng rằng tôi không hẳn được bạo như tôi tưởng nhưng tôi quyết không đời nào sợ ma tôi lại có cái lòng mong ước của phần nhiều người trong bọn mình là muốn gặp con ma nữa kia tuy vậy không hiểu sao tâm hồn mình lúc ấy không được vững vàng như e ngại một điều gì không lành nhìn đồng hồ thấy 12 rưỡi Ngoài cửa sổ đưa vào một làn gió đen tối. Trang sách của tôi loạt soạt, bay như một tàu lá. Ngọn đèn trên đầu cứ nhảy bập bồng. Mắt tôi vẫn nhìn những hàng chữ in, nét mặt hết sức bình tĩnh như không. Nhưng chống ngực đập mạnh làm tôi khó thở. Tôi sẽ liếc mắt sang bên trái. Chả có gì. Câu chuyện đang đến chỗ quan trọng, thì bóng anh Đàm là một người lỗ mãng nhất ngăn lại hỏi anh Đình. "Nhưng mà anh ơi, anh nói thật không?" Đình hơi có ý bực. "Thì anh tưởng tôi bịa ra à?" "Nhưng mà chúng tôi mắng đảm. Anh không tin mặc anh cứ ngồi yên đấy đi." Mọi người im phăng phắc chờ anh Đàm nói tiếp. "Vì ngà nóng nảy đòi ra trước, lúc bấy giờ cũng ngồi tái xanh người đi." Anh chàng đã kéo hai chân, ngồi xếp vòng trên giường, nắm tay tôi thực chặt. Đàm đã kể tiếp Tôi liếc mắt sang bên trái chẳng thấy gì hết Liếc sang bên phải cũng không Tôi định đọc nốt trang nữa Hết mục rồi thôi Nhưng chữ sách không có lý nghĩa gì nữa Bấy giờ tôi mới thấy giận Tôi không đưa mắt như trước Quay hẳn đầu sang phía cửa Rồi ngước đầu nhìn thẳng lên cái bàn nhỏ kê sát đấy Con ma đang đứng ở đầu giường Phải Con ma Con ma đàn ông Hình vóc gầy gò y như kẻ trộm Mà họ kể chuyện với tôi bữa trước Nó đứng yên một lúc lâu lắm Chỉ có cái đầu là ngoảnh nhìn hai bên Mà nhìn một cách thở ơ Chậm chạp Nó hiện lên ngay trước cửa lối ra vào Cách đầu giường tôi độ hai bước Ngọn đèn dầu Chỉ để tôi trông thấy rõ Cái mặt trơ trơ của nó Với cái áo nâu cộc Nửa mình dưới thì mờ tối Như trong bức ảnh bán thân Lạ một điều là giận với sợ của tôi lúc ấy đi đâu mất. Tôi thấy mình thản nhiên lắm. Nói đùa mà chơi. Giá phải ma thiếu nữ hay là hồ tinh như trong liêu trai nữa. Tôi sẽ sẵn lòng ngồi lên nói chuyện cho đỡ buồn. Nhưng trong cái vẻ mặt lạnh lẽo khô khan của bác này thì tôi hết muốn. Quyển sách tôi cầm trên tay. Gió thổi. Dở quá mất 4 năm tờ. Tôi rủa lên một tiếng Tây rồi ngoảnh mặt lại, con ma tan mất. Đêm ấy tôi ngủ chập chờn lắm, vì trên gác từ nhà trong ra nhà ngoài, cứ thấy lịch kịch những tiếng khuân bản ghế kéo luôn. Một lần tôi định quát lên một tiếng to, có để cho người ta ngủ không? Nhưng bỗng khanh khách, tiếng cười cứ giòn tan, với lại tiếng rên. Tôi nín thở nghe xem, thì ra thằng nhỏ nó cười trong mộng. Sáng hôm sau tôi nói chuyện đó với thằng Ngô và đi xem xét mọi nơi chẳng có cái gì lạ hết những thanh với phiến gỗ cắt dở chỗ nào còn nguyên chỗ ấy cửa trên nhà với cửa dưới đóng cẩn thận còn cửa sổ tuy đang chữa nhưng có chấn xong tôi còn thấy con ma hiện lên đêm hôm sau rồi cả đêm hôm sau nữa rồi mãi thế đến hơn hai tuần lễ rồi một đêm kia thấy im cả nhà tôi ở đây chỉ khác mọi người là duy nhất có một mình tôi dám ở cũng có đêm trời âm u mưa gió người khách ở chung với tôi tính khí không được ôn hòa nhưng tôi chẳng để ý mà hễ tôi không ngủ được thì thấy hắn đứng ám tôi hay vì tiếng sọn nhà suốt đêm tôi chỉ nói một câu rằng làm vừa vừa chứ người ta mai phải dậy sớm làm việc kia mà ở với nhau năm rưỡi nay rồi mà không có điều tiếng gì cả lâu dần thành ra tôi hiểu được tính hắn mà như hắn hiểu được tính tôi Chúng tôi cùng thích yên lặng như nhau Không muốn ai quấy rối ai Các anh đến đây diễn kịch Bởi chỉ ở dưới này là bạn tôi Nên con ma không nói gì cả Nhưng thử người khác đến thử mà xem Sau câu chuyện Anh Đàm là người nói lên trước hết Khéo đấy Anh bị đặt ra khéo đấy Nhưng chỉ có anh với bọn non gan này tin thôi Đời nào lại Tôi lườm Đàm Anh Ở đời anh chỉ có hai việc là phá hoại với hoài nghi thôi. Đàm nhún vai cười, với khôi hải nữa chứ. Cả anh Đình cũng bật lên cười với chúng tôi. Rồi Đình nghiêm sắc mặt dặn dò chúng tôi, đừng ai lên gác làm gì, chỉ để một mình anh ta ngủ trên ấy. Cũng đừng nên sợ hãi, và nhất là đừng tìm cách trêu ghẹo hắn. Đoạn anh Đình chào chúng tôi mà lên gác. Bây giờ đã quá nửa đêm, cái bóng trăng xuyên thẳng vào giữa ban nhà này, Lúc ấy đã thu ngắn lại soi trách vào một bên tường Đỉnh trước khi đi qua cửa ngách lên cầu thang Toàn đóng cửa ngoài lại Nhưng tôi bảo cứ để yên cho mát Đỉnh lên gác rồi Chúng tôi thì thào bảo nhau Thằng cha bạo khiếp Rồi tắt đèn tắt nến bảo nhau đi ngủ Tôi đang cố im lặng để chờ giấc Thì anh tường Là một người đóng vai con nhà Bỗng nói rằng Anh Lịch ơi tôi không ngủ được Thì thức Ừ, nhưng tôi không muốn nằm đây mà nghe các anh ấy đâu. Tôi nói tiếp, thì bị tai lại. Hay là đi nói chuyện với ma ấy. Anh Đàm nằm trên bàn phì lên cười. Con bé nhà này gớm thực, bây giờ đâm ra mê cả ma nữa. Đàm vốn là người vui vẻ nhanh nhẩu lỗ mãng. Anh đóng vai thằng Quýt trong vở kịch của chúng tôi. Trưởng nghe thấy tên anh ta, mang át một câu ghé vào tai tôi nói. Này anh ạ, à, tôi muốn lên gác. Hử? Lên gác á? Phải. Tôi muốn lên gác nằm với anh Đình. Không nhân dịp này để xem thực hư, còn chờ lúc nào nữa? Tôi muốn thấy ma lắm, mà tôi không tin hẳn câu chuyện của anh Đình nói. Thế nhưng mà. Thôi, anh đừng can tôi. Nói rồi vùng đứng xuống đất, tôi chưa kịp giữ, Trường đã chạy lên giữa nhà. Tôi gọi lại Trường đáp, anh cứ để mặc tôi. Bấy giờ tiếng cười nói được thể nhào nhào lên người hỏi câu này người chế câu kia vì các bạn tôi ai cũng còn để tâm câu chuyện ma chưa ai ngủ được anh tú thì cứ thở dài nằm co ở một bên tôi chép miệng hỏi lại cái gì thế nữa dạ thưa cô con nhài nó phải lòng ma đấy khiếp anh đàm nói những câu tợn vậy một anh nằm trên ghế nói bây giờ là mấy giờ rồi còn pha trò thế hả mấy người bạn tôi hỏi sao để anh trưởng lên tôi chưa trả lời có người cho là ma quyến rũ đàm nói không phải là ma rủ anh ấy muốn làm mặt bạo đi xem ma đấy chứ gì nhưng làm quái gì có ma các anh cứ để yên tôi giả là ma trêu cho một mẹ mới được nói rồi chống tay ngồi dậy đứng xuống đất chân đi không lần lên bên ghế lấy một cái áo đen mặc vào một anh can này anh đàm ơi anh đình đã bảo đừng làm giò dày ra lại còn không nghe à Lúc anh Trường lên khỏi cầu thang Tôi nghe tiếng quẹt diêm Ở gian nhà ngoài trên gác Bảo mọi người đừng nói nữa Anh Đàm đứng gài nút áo Một người bạn ngồi dậy Rồi tất cả dậy theo Này anh Đàm đã bảo thôi mà Thôi anh Đàm ơi đừng nghịch nữa Anh Đàm bướng vậy Chỉ hay phá rối thôi Không khéo mà nó bóp lẻ lưỡi ra mới biết hối Câu sau cùng là của anh Duyệt Đàm trả lời Bẩm quan lớn vâng ạ Con sẽ biết hối khi nào ma của ngài đến bóp lè lưỡi con Nhưng không ai muốn cười vì câu pha trò không gặp lúc Chúng tôi can mãi không được Sau để đàm lên Và lại xin thú thực Trừ có anh Tú Ai cũng muốn biết câu chuyện ma là có thực hay không Anh Tú bó gối ngồi bên tôi phản nàn Còn thì không ai nói câu nào cả Ngoài bậu cửa Chỉ có một nét ánh sáng trăng mỏng manh trên dải đường trắng xóa chạy ngang trước cửa nhà không một bóng người nào qua lại chúng tôi yên lặng nhìn nhau trong cái lũ người ngây ra trên tấm phản trong đám tối kia có một vẻ đến kỳ khôi chúng tôi đều có một thứ cảm giác ghê rợn lo ngại tôi vừa nóng ruột vừa lo sợ cho cả hai người bạn anh tú ra dáng không nhịn được bực tức lẩm bẩm nói đùa gì lại đùa tinh quái vậy anh Đình đã bảo con ma ấy mà treo vào nó Thì nó không để yên đâu Từ quảng tay bá vai Tú Để yên ủi vút ve Vì tôi yêu Tú như một cô em gái nhỏ Mọi người nín im thiên thít Bỗng Tú kéo tay tôi bảo khẽ Này nghe đi Quả nhiên trên đầu chúng tôi Có những tiếng bước chân bắt đầu đi Bước chân ngày một thêm nặng Cứ bịch bịch Rồi lại im Rồi lại có tiếng bịch bịch Tiếng chân anh đàm hẳn Nhưng sao bước lạ lùng thế Im một lát Rồi lại bước nữa Lần này bước mạnh và nhanh Rồi bỗng dưng Thấy đá đổ ở lưng chừng núi trượt xuống Đó là những bước chân chạy nhanh và mạnh Một cách dữ dội ở trên cầu thang Tôi vội gọi các bạn đến bên cái cửa ngách Cho anh Trường khỏi sợ Vì chắc chỉ anh Trường bị đàm nhát Tiếng chân chạy đến giữa cầu thang thì ngừng Rồi lại dầm dầm chạy xuống rồi từ cái cửa ngách tối đen Một bóng người chạy ra Níu lấy tôi mà gọi không ra tiếng Ánh trăng không đủ sáng đến chỗ đó Trong lúc bối rối Tôi chưa rõ ai Người kia bám chặt hết sức Lấy tôi Vừa cố vừa rên Ma Tôi thấy ma Rồi nín lặng Làm sao không phải tiếng trường Ai Thế đảm đâu Sao sao thắp đèn lên Bằng ấy tiếng nói lên cùng lúc Một người bạn thắp đèn Thắp nến soi tận mặt người ấy Thì ra anh Đàm Đàm mặt cắt không ra máu Mắt mở Con người lồi ra ngoài Anh thấy chúng tôi ngọn nến mới định được trí Nhưng cái tay víu tôi vẫn còn run lẩy bẩy Mà trực nói chỉ nghe thấy tiếng răng va nhau Tôi đỡ vững lấy bạn rồi gọi Anh Đàm, anh Đàm Đàm lắc đầu hử một tiếng Mở mắt như không có tinh thần Anh Đàm tỉnh chưa? rồi thế nào anh ta đứng hẳn lên nhìn lại đằng sau bảo rằng nó sắp xuống đấy ai con ma con ma có thực ma à sao thế trường đâu đảm thưa để yên tôi nói trường còn đang ở trong nằm với đình không biết có biết không tôi ở ngoài định định đi vào nhà trong để thôi được rồi thở đi hãy nói đàm thở mạnh một cái lắc đầu nói tiếp tôi định đi vào trong định gãi chân kéo tay trường nhưng bỗng trông ra phía cửa sổ ngoài đường thì thấy nó con ma ấy nó đi gần đây tôi lùi nó tiến tôi đứng nó đứng rồi nó cứ lừ lừ như quả núi áp lại gần tôi tôi hoảng lên chạy nó đuổi suýt nữa nó vớ được tôi tôi liền chạy xuống nó cũng làm mặt chạy theo nó sắp xuống đấy Đàm ngừng một lát Trông tôi rồi lại nói Mặt anh ta có một vẻ đặc biệt Phải Thế nào nó cũng xuống đấy Cứ nghe mà xem Bây giờ chúng tôi đứng ngay cửa ngách lên gác Theo lời anh Đình Thuật Chỗ này là chỗ mấy người cảnh sát Bẩy ván ra để sông lên Anh Đình đem sửa lại Để làm lối lên cho tiện Ngọn nến ở tay anh Thành cử động chập chờn Sao vào sáu bảy cái mặt kinh dị. Chúng tôi vừa nhìn cái cửa ngách tối om vừa tai lắng nghe. Đây này, nghe xem đi. Đó là tiếng đàm mách. Từ đầu thang gác, hình như những bước chân không đang xuống. Xuống một cách thong thả. Rất chậm, rất chậm mới đúng. Mà càng xuống, càng chậm thêm. Thang này đã cũ, nên bước mỗi bước chân, bậc thang kêu cọt kẹt đi tới giữa chừng thì con ma ngừng bước tôi cứ có cảm giác nó đang nghĩ ngợi gì thì phải đợi đến chừng một phút rất lâu không thấy động chúng tôi đã tưởng con ma trở lên ngọn nến cứ nhỏ giọt xuống tay anh thành mà anh ta không biết lúc ấy anh thành lựa đứng một bên cửa tránh luồng gió cho lửa nến cháy anh đàm thì đứng bên kia anh ta nghe thấy tiếng chân ở cầu thang nhưng nghe giờ chịu tội nhưng có chúng tôi ở đó nên cũng đỡ lo. Cầu thang bắt đầu kèn kẹt. Bước chân lên bục ván cứ dần dần gần xuống. Tôi nghe rảnh rẽ lắm. Một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn, năm. Còn gần chục bước nữa xuống tới nơi. Bước chân đi chậm, nhưng không ngừng nữa. Một luồng gió lạnh đưa ra sau bước ván mỏng ngăn chúng tôi. Với cuối cầu thang. Tôi đoán thấy hình tượng một người đang nghe ngóng. Chúng tôi thấy máu trong mạch như chảy chậm lại, cùng nhau đứng lặng như hình nhân. Rồi không đầy 10 giây đồng hồ, từ trong cái khung đen, chữ nhật, cao hơn đầu, dần dần hiện ra một người. Không, một thân hình người. Một cách thây, biết cử động. Đầu tóc lơ thơ, khuôn mặt hốc hác, nước da xanh nhợt. Ánh nến chiếu rõ ràng vào trán nó, lên cái sống mũi dài, nên lưỡng quyền của nó, lên hai má hóp vào sâu, tối như thủng. Hai mắt nó mở nhưng đục lờ lờ, nhìn thẳng mắt chúng tôi. Tôi đứng bên trái anh Thành, anh Thành đứng ngay cạnh nó. Tôi nghe tiếng nó phì phò thở chậm chạp, thở như là người mệt mỏi. Ngực nó có một cái xương, phủ chiếc áo nâu nhạt. Theo hơi thở sẽ nhô lên lép xuống tôi cứ muốn lấy tay ra sờ vào người con ma nhưng chưa dám vì giữa nó và tôi có anh thành tôi định men đến gần thì bỗng có ai bấm vào tay tôi đưa mắt lại xem ai thì là anh tú tôi không biết tú vớ được cái tay thước ở đâu từ lúc nào để nhét vào tay tôi mặt anh chàng tái mét nhưng sợ quá chừng dẫn đến cái táo tợn tôi hiểu ý anh tú nên lắm chặt lấy cái thước Nhìn vào con ma thấy mặt nó điềm nhiên Từ lúc hiện ra chưa đầy nửa phút Anh Tú cứ lấy tay tôi bấm ra dục ý Tôi liền định trí lại Chọn một chỗ tót lên đầu con ma Để rồi đánh lên một cái hết sức bình sinh Con ma lúc ấy thở mạnh quá Ngọn nến tạt mãi về một bên Tôi mắm môi Lựa trước lối đi của cái tay thước Ngọn nến vụt tắt Tôi nhắm mắt nệ một cái rất dữ lên cái chán mọi người xôn xao cả lên tức thì một bóng đen đâm đầu chạy đến giữa nhà rồi nằm ngục xuống tôi nhìn vào nó không rời mắt vì tôi quyết đó là con ma bỗng thấy nó ngồi lên vừa quằn quại vừa rên vừa chớp mắt chết tôi mất thế rồi im tiếng anh tú hỏi tôi đèn bấm của anh đâu để trong ngăn kéo duyệt lại hỏi nến đâu vậy đây sao không thắp lên Tôi đang tìm bao diêm không biết rơi đâu mất rồi Đến lúc có lửa sáng Chúng tôi đổ xô lại Thì cái bóng đen kia lại là anh Đàm Chúng tôi không kịp ngạc nhiên Vội vực Đàm lên Rồi người thắp đèn cho sáng Người xe áo buộc vết thương Đàm nằm yên không biết gì hết Cũng may vết thương không đến nỗi nguy đến tính mệnh Vì không trúng giữa đỉnh đầu Không ngờ con ma ăn trộm kia Lợi dụng chính tôi để hại người đã trêu ghẹo nó Anh Duyệt toàn đi gọi trường với đình thì vừa lúc hai anh nghe tiếng ồn ào vừa xuống tới nơi trong cái vẻ kinh ngạc của hai anh chúng tôi hiểu rằng đàm lên gác mà trường và đình vẫn không biết gì đình lắc đầu thì tôi đã bảo ma, chơi vào nó làm gì việc diễn kịch của chúng tôi vì vết thương của anh đàm phải đình lại gần nửa tháng